Vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang tìm cách thúc đẩy ngành du lịch, nguồn thu lớn nhất của nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á, đang phục hồi chậm sau đại dịch. Thái Lan dự kiến sẽ thu hút 2,9 triệu lượt khách và doanh thu hàng tỷ USD từ Trung Quốc nhờ chương trình miễn thị thực kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 vừa qua. Những ngày này, các bãi biển, khu mua sắm và các ngôi đền lộng lẫy của Thái Lan một lần nữa lại tràn ngập khách du lịch Trung Quốc. Ngay sau khi Thái Lan thông báo chương trình miễn thị thực, hiện lượng đặt phòng khách sạn của khách Trung đến xứ sở Chùa Vàng tăng 6.220% so với cùng kỳ năm ngoái. Kỳ nghỉ tuần lễ vàng năm nay, Thái Lan là điểm đến hàng đầu của du khách quốc gia tỷ dân. Ngày 4 tháng 10, các quan chức Thái Lan đã có cuộc họp khẩn để đưa ra các giải pháp nhằm khôi phục niềm tin trong lĩnh vực du lịch. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào cuối ngày 3 tháng 10, Thủ tướng Savitthor cho biết chính phủ của mình sẽ thực hiện các biện pháp an toàn cao nhất đối với khách du lịch. Còn bà Thapanay Kiathvaybun, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Thái Lan, thì nhấn mạnh, chúng tôi sẽ cải thiện an ninh ở tất cả các khu vực dành cho khách du lịch Thái Lan và khách nước ngoài. Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wansufakikosol nói với tờ Bloomberg, vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm ở thủ đô là vụ việc cá biệt. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ thắt chặt kiểm tra vũ khí tại các trung tâm mua sắm và điểm du lịch khác. Burin Ndawatana, nhà kinh tế trưởng tại trung tâm nghiên cứu Casicon có trụ sở tại Bangkok, nhận định vụ nổ súng làm tổn hại đến niềm tin và tình cảm của khách du lịch. Nó cũng làm tăng nguy cơ suy thoái đối với sự phục hồi kinh tế mong manh của Thái Lan. Chính phủ sẽ cần đưa ra những biện pháp mạnh mẽ để khắc phục tình hình này. Cổ phiếu của các khách sạn, trung tâm mua sắm và hãng hàng không giảm trong phiên giao dịch ở Bangkok, kéo chỉ số du lịch và giải trí xét xuống mức thấp nhất trong một năm. Central Plaza Hotel PCL giảm tới 8,5%, dẫn đến sự sụt giảm của các khách sạn, trong khi nhà điều hành trung tâm thương mại Central Pattana PCL giảm tới 2,8%, Asia Aviation PCL giảm tới 4,5% và Airport of Thailand PCL giảm tới 3,6%. Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Sethaput Suthayunaraput cho biết đất nước này cần phải theo dõi hậu quả từ vụ xả súng vào ngành du lịch, đồng thời cho biết thêm ngành này đã phục hồi 60-70% so với mức trước COVID-19. Theo AFP, Thủ tướng Savitthor đã nói chuyện với đại sứ Trung Quốc sau vụ nổ súng. Trước đó, chính phủ Thái Lan đang kêu gọi Trung Quốc cùng hợp tác để loại bỏ những nhận thức tiêu cực về du lịch Thái Lan trước khi ban hành chương trình miễn thị thực đối với du khách Trung Quốc. Vốn dĩ, một bộ phim kinh dị Trung Quốc mang tên Normal Bed với nội dung chính kể về một đường dây lừa đảo, buôn người có đầu mối đặt tại Thái Lan đã khiến du khách Trung Quốc e ngại. Hơn nữa, bộ phim này lại được công chiếu trong thời điểm du lịch Thái Lan chững lại kể từ tháng 3, ngay sau sự cố một du khách Trung Quốc bị bắt cóc ở Thái Lan và đưa sang một nước láng giềng. Mối lo ngại về an toàn du lịch Thái Lan sau đó càng tăng lên khi một số nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc chọn vấn đề này để làm chủ đề chính cho nội dung của mình. Theo ông Surawat Akarawamat, Phó Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan, hầu hết các mạng lưới hoặc những cuộc gọi lừa đảo đều xuất phát từ các nước láng giềng với Thái Lan. Thế nhưng nhiều người Trung Quốc vẫn lo sợ vì cho rằng các đường dây lừa đảo, bắt cóc sử dụng Thái Lan như một trung tâm trung chuyển nạn nhân.